Đang khui showbiz, Lý Hải nói không với những phát ngôn gây sốc, trụ vững trong lòng khán giả nhờ sự chân thành giản dị, cách hành xử tinh tế cứu đàn em khỏi loạt ồn ào chơi xấu. Hiện tại là 3 ngày nay Lý Hải chưa có biết gì về drama ở ngoài hết. Tới giờ này chúng tôi chưa được 3 tiếng đồng hồ. Lý Hải được khán giả yêu mến nhờ sự gần gũi, thân thiện và cách ứng xử tinh tế đối với đồng nghiệp trong nghề. Tuy không còn hoạt động thường xuyên như trước kia, nhưng tình cảm của mọi người dành cho anh chẳng hề thay đổi. Sau thời gian dài làm nghề, Lý Hải xây dựng cho mình hình ảnh người nghệ sĩ chân chính, nói không với phát ngôn gây sốc hay hành động phản cảm. Nam nghệ sĩ dành mọi sự tập trung vào sản phẩm nghệ thuật, mong muốn mang đến cho người hâm mộ những điều chất lượng nhất. Từ khi kết hôn cùng Minh Hà, Lý Hải luôn khiến mọi người phải tấm tắc khen ngợi khi anh là người chồng, người cha chuẩn mực. Bà xã trở thành hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm tiếp tục theo đuổi đam mê. Cả hai vợ chồng đều hướng đến những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội khi thường xuyên thực hiện công tác thiện nguyện giúp đỡ cho bà con những nơi gặp khó khăn. Trước đó, Trấn Thành vướng phải ồn ào với một cô gái khi bị người này tố chuyện hợp đồng hôn nhân với Harry One và nhờ người này trả tiền chầu nước hết 187 triệu đồng, nhưng đến nay không có động thái trả lại. Sự việc được lan truyền vào đúng thời điểm bộ phim của Lý Hải mở bán suất chiếu sớm đầu tiên, dấy lên nghi án nam danh hài chơi xấu đàn anh. Trả lời với truyền thông về sự việc này, Lý Hải cho biết anh không muốn bình luận đến vì bản thân luôn cố gắng né tránh những ồn ào, đặc biệt liên quan đến đồng nghiệp. Nam ca sĩ muốn tập trung vào bộ phim ra mắt với khán giả. Năm 2021, Trấn Thành nhận về làn sóng phẫn nộ từ khán giả chỉ vì vô tình đăng bài giới thiệu một bộ phim Hàn Quốc ngay giữa lúc phim điện ảnh của Lý Hải công chiếu những ngày đầu tiên. Công chúng cho rằng hành động này của nam diễn viên là sợ phim của đàn anh vượt doanh thu phim của mình nên muốn chơi xấu. Lý Hải đã giải vây cho đàn em bằng một bài đăng với 4 chữ "thương hỏng hết mà", khiến sự việc nhanh chóng dừng lại. Cách hành xử của anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ khắp mọi nơi và khiến cho nhiều người trong nghề phải nể phục. Dù không còn hoạt động ca hát sôi nổi như thời gian trước, Lý Hải vẫn luôn nhận được tình cảm yêu mến của người dân khắp mọi nơi. Bộ phim điện ảnh Lật Mặt 6 tấm vé định mệnh của anh lấy bối cảnh tại xã Định Yên, tỉnh Đồng Tháp, được bà con hỗ trợ hết lòng ngay từ những ngày đầu tiên. Suốt thời gian qua, anh và ekip được bà con tạo mọi điều kiện cho mượn nhà, tiếp tế thức ăn nước uống thường xuyên cho đoàn. Để đáp lại tấm chân tình đó, Lý Hải mở phim chiếu miễn phí như một lời cảm ơn, tri ân đến bà con vì dành cho anh quá nhiều tình cảm yêu thương. Đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, Lý Hải sở hữu khối tài sản khủng mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được. Tuy nhiên, đâu nhất thiết giàu là phải tiêu pha phung phí. Nam ca sĩ vẫn luôn giữ cái sống bình dân, không thích hào nhoáng. Lý Hải đã có những chia sẻ chân thành về quan niệm sống của mình. Theo anh, không phải cứ là nghệ sĩ có điều kiện tốt về mặt kinh tế thì phải sống cho thật sang chảnh, thật khác người. Vốn là một đạo diễn trăm tỷ của làng phim Việt, ông xã Minh Hà chẳng chạy theo lối sinh hoạt hoang phí chơi trội. Anh cho biết mình thích sống giản dị tiết kiệm. Trên thực tế, giọng ca Trọn Đời Bên Em vốn đã rất nổi tiếng là nghệ sĩ có cách sống bình dân. Trước đó, người hâm mộ được một fan cười bò với màn bóc mẽ đến từ Minh Hà. Cụ thể, vợ Lý Hải tố trên trang cá nhân rằng anh cứ mặc độc một chiếc quần đùi vợ tặng từ 10 năm trước mà chưa chịu vứt. Được biết, Lý Hải bước chân vào lĩnh vực ca hát từ năm 1993, nhưng tên tuổi của anh chỉ thật sự thành danh khi hợp tác với người quản lý Vĩnh Thuyên cho ra đời series album nhạc phim Trọn Đời Bên Em vào năm 2001. Với thành công của loạt album này, nam ca sĩ đã xây dựng được thương hiệu riêng cho mình và trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Ngoài việc ca hát, Lý Hải còn tham gia diễn xuất và đứng sau một số bộ phim điện ảnh, trong đó series Lật Mặt là bộ phim đặc biệt ăn khách và tạo được tiếng vang lớn. Tác phẩm cũng làm nên tên tuổi của giọng ca Trọn Đời Bên Em dưới vai trò đạo diễn tài năng. Lý Hải trở thành người đàn anh, người tiền bối thực thụ xứng đáng để đàn em học hỏi nhiều hơn trong cách ứng xử. Người hâm mộ ngày càng khắt khe hơn với những người nghệ sĩ nổi tiếng bởi họ ảnh hưởng lớn đến bộ phận thanh niên trong cách giao tiếp. Các sao Việt cần kiểm soát chính mình trong việc phát ngôn lẫn hành động trước khi bị khán giả quay lưng.